Đây là Hồ Xuân Bắc, 30 tuổi, ở khóm 3B, thị trấn Khe Xanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Chiều ngày 15 tháng 9 năm 2020, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên phạt Bắc tù chung thân về tội vận chuyển trái phép ma túy. Theo cáo trạng, tối ngày 4 tháng 3, Bắc được cu em thuê vận chuyển gần 1,6 kg ma túy từ Quảng Trị vào thành phố Đà Nẵng với tiền công 5 triệu đồng. Bắc thuê ô tô chở đi hết 2,2 triệu đồng. Đến Đà Nẵng, Bắc được cu em hướng dẫn đến nhà nghỉ Thu Hương, 129 Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu, nhưng chưa kịp giao ma túy đã bị công an thành phố Đà Nẵng khống chế, thu giữ ma túy đá và hồng phiến ngụy trang trong gói trà. Tại tòa, hội đồng xét xử thống nhất quan điểm luận tội của đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân. Đây là vụ vận chuyển khối lượng ma túy lớn nhất trong năm 2020 tại thành phố Đà Nẵng, do đó tuyên Bắc tù chung thân.